Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, vào trưa ngày Chủ nhật 2 tháng 4 2017, tại nhà hàng Golden Sea, thành phố Anaheim, miền Nam California, Hội Ái hữu cựu học sinh trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng đã tổ chức lễ dỗ nhà chiến sĩ Phan Châu Trinh lần thứ 91. Với sự tham dự đông đảo các cựu giáo sư và cựu học sinh trung học trường Phan Châu Trinh, gia đình và thân hữu, được họp chương trình buổi lễ là Phương Lan và Huỳnh Tuấn. Nhân dịp này, ông Phan Ứng Thời, Hội trưởng cựu học sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng đã cho chúng tôi được biết. Cũng như hàng năm vào khoảng thời gian này, chúng tôi có làm lễ dỗ cụ chiến sĩ Phan Châu Trinh. Chúng tôi là hân hạnh được là học sinh học ký trường của chiến sĩ Phan Châu Trinh. Thành ra chúng tôi nhớ ơn chiến sĩ và hàng năm làm lễ dỗ cho chiến sĩ. Năm nay là lần thứ 91. Và vì chiến sĩ Phan Châu Trinh đã mở con đường tự do dân chủ và tự do nhân quyền, thành ra chúng tôi là những học sinh theo cái gương của cụ và tiếp theo nối cái chương trình của cụ. Thưa ông có sẵn đây, ông có thể chia sẻ với cái khán giả đôi nét về trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng không? Thưa, ở Đà Nẵng là một thành phố có ngôi trường Phan Châu Trinh, và ngôi trường Phan Châu Trinh là ngôi trường lớn nhất ở miền Trung và thành lập 1952. Và tôi là một người học sinh đầu tiên của khóa 52. Và anh bạn đây, anh Lập là những khóa sau. Anh Lập là khóa 71. Và anh Lập bây giờ là, tôi là hội trưởng và anh Lập là phó hội trưởng của trường cựu học sinh Phan Châu Trinh. Sẵn đây anh Lập thì có thể cho quý khán giả biết nhân ngày lễ dỗ hôm nay thì muốn nói gì với những thế hệ lớp trẻ ở hải ngoại thưa anh? Vâng, theo tinh thần của nhà cách mạng Phan Châu Trinh thì phải là nâng cao dân trí, chủ trương bất bạo động, và cụ Phan là một những người mà cái chương trình và những cái chí khí của cụ đã đem lại cho đất nước Việt Nam, và chúng ta là học sinh Phan Châu Trinh thì sau này phải noi gương của cụ, và đây là một cái đường hướng rất là thích hợp cho cái phong trào dân chủ và dân quyền của nước Việt Nam. Sau khi thức chào cả khai mạc, toàn ban đã hợp ca bài Phan Châu Trinh hành khúc, nhạc và lời của giáo sư Hoàng Bích Sơn. Do cựu học sinh trường Phan Châu Trinh tổ chức, chúng tôi xin mời thầy Thái Dũng Ngà, cựu hiệu trưởng trường Trung học Phan Châu Trinh, ông Phan Thanh Thanh đại diện cho gia đình cựu Phan và cựu học sinh Hà Thức lên làm lễ tưởng niệm cựu Phan. Kế đến là phần ngỏ lời của ông Phan Ứng Thời, tân hội trưởng ái hữu cựu học sinh Trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng. Như thông lệ, hàng năm chúng tôi, hội ái hữu cựu học sinh Phan Châu Trinh miền Nam Cali đều tổ chức lễ dỗ cho cụ. Trước là với vinh dự vì đã được học với mấy trường có tên của cụ, sau là với bổn phận người công dân nước Việt Nam, nhất là tình thế hiện tại đất nước, chúng ta phải đồng nêu cao tinh thần yêu nước và chủ trương khai phóng dân quyền tự do dân chủ mà cụ Phan Châu Trinh là người đã đề ra. Hơn bao giờ hết, tư tưởng, chủ trương của cụ là một ngọn đuốc soi sáng, một kim chỉ nam cho chúng ta trong công việc xây dựng đất nước Việt Nam sau nhiều năm bị
chế độ cộng sản ngự trị và trước hiểm họa ngoại bang phương Bắc xâm chiếm. Ban tổ chức chúng tôi hy vọng lễ hôm nay sẽ mang lại nhiều giây phút ý nghĩa cho quý vị và tất cả chúng ta. Chúng tôi xin cảm ơn quý thầy cô, quý cựu học sinh trung học bạn, quý thân hữu đã đến dự lễ giỗ ngày hôm nay. Trong phần tổ chức nếu có gì thiếu sót, xin quý vị vui lòng thông cảm. Cảm ơn quý vị, kính chào và kết. Tiếp theo là phát biểu của giáo sư Thái Doãn Ngà, cựu hội trưởng Phan Châu Trinh Đà Nẵng. Năm ngoái, từ chức tại San Jose, cho nên tôi không tham dự được. Cách hai năm, hôm nay mời gặp lại các em, tôi xin chúc mừng và gặp lại các em hàng năm. Việc tổ chức lễ giỗ của cựu Phan Châu Trinh, các em đã làm 42 năm rồi và chúng ta luôn luôn giữ cái tinh thần Phan Châu Trinh vì chúng ta là học sinh Phan Châu Trinh. Nên giữ lại những cái hay, những tinh thần cách mạng của ông Phan Châu Trinh mà truyền lại cho con cháu. Đó là những bậc anh hùng là đi trước, chúng ta luôn luôn nghe sau. Nên 100 năm ngày giỗ của cụ Phan Châu Trinh sắp tới, tôi hy vọng gặp các em lại trong ngày đó và chúc các em may mắn, sức khỏe và được gặp mặt nhau hàng năm. Tôi xin cảm ơn. Sau đó là phần nói chuyện của giáo sư Trần Gia Phụng, cựu học sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng, nói về đề tài diễn tiến tư tưởng của chiến sĩ Phan Châu Trinh. Tư tưởng Phan Châu Trinh thì chúng ta có thể bắt đầu bằng tư tưởng Cần Vương, bởi vì năm 13 tuổi Phan Châu Trinh được cha đưa lên chiến khu để hoạt động Cần Vương, nhưng mà chẳng may năm 15 tuổi thì cha ông bị sát hại, cho nên Phan Châu Trinh đã về lại gia đình. Và từ đó ông vào học, lao vào học nho giáo, học tứ thư ngũ kinh. Phan Châu Trinh đỗ cử nhân năm 1900 và đỗ phó bản năm 1901. Và năm 1903, Phan Châu Trinh ra làm quan. Thì như vậy đó, cái tư tưởng thứ hai của ông đó, rõ ràng nó là tư tưởng nho giáo. Nhưng mà khi mà ra làm quan Huế đó, thì Phan Châu Trinh tiếp xúc với cái giới nho sĩ, cái giới sĩ phu cấp tiến ở Huế, và ông đọc được những cái đề tài về vấn đề duy tâm, mà trong đó quan trọng nhất đó là cái quyển Thiên Hạ Đại Thế Luận của Nguyễn Lộ Trạch. Trong quyển này, Nguyễn Lộ Trạch đề nghị là ông ta chê cái vấn đề Trung Quốc đang suy đồi và ông ta khen Nhật Bản. Đồng thời, ông ta đề nghị duy tâm về tất cả các mặt. Nhưng mà cái chương trình duy tâm của Nguyễn Lộ Trạch không được triều đình chấp thuận. Vì vậy, không được triều đình chấp thuận. Và ngoài cái quân quyển của Nguyễn Lộ Trạch, ông ta còn đọc được những cái sách duy tâm của các cái tác giả ngoại quốc. Ví dụ như Khang Hữu Vi của Trung Hoa, Lương Khải Siêu của Trung Hoa, và ông đọc được những cái sách của các cái tác giả Tây Phương mà đã được dịch qua tiếng Trung Hoa, như là của Montesquieu, của Voltaire, của Jean-Jacques Rousseau, của Diderot, v.v. Nhận thấy duy tâm là cái con đường duy nhất có thể cứu quốc, cho nên Phan Châu Trinh từ quan để về hoạt động duy tâm.